Mọi quốc gia, dù theo thể chế chính trị nào, đều coi khủng bố là hành vi vi phạm pháp luật. Kẻ khủng bố phải bị trừng trị. Vậy mà vẫn có kẻ đội lốt đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, công khai bênh lấy được những phần tử thực hiện vụ tấn công khủng bố, sát hại nhiều người sáng ngày 11 tháng 6 tại huyện Cư Cuôn, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Kẻ đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ nấm, kẻ từng bị kết án 10 năm tù giam về hành vi tuyên truyền chống nhà nước, sau đó bị trục xuất tới Mỹ. Trong bài Bộ Công an biến thất bại từ Tây Nguyên thành thắng lợi trên diễn đàn chống khủng bố quốc tế, được Việt Tân, Chân Trời Mới Media phát tán tung hứng, lập luận bênh vực của Quỳnh đặt dấu hỏi về lời khẳng định hoạt động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 là hoạt động khủng bố có tổ chức. Trong phát biểu của Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Bộ Công an Việt Nam tại hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức diễn ra ở New York, Mỹ từ 19 đến 22 tháng 6 năm 2023. Ra vẻ thành thạo luật pháp, Quỳnh cho rằng để xác định một tổ chức là khủng bố không hề đơn giản và Bộ Công an phải thông tin rõ ràng chứ không thể úp mở rồi muốn mượn danh UN để tính chuyện nội bộ Ba Đình là không đùa được đâu. Quỳnh dẫn ý kiến của nhiều quan chức ngành công an Việt Nam như Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội ngày 20 tháng 6, hay như phát ngôn của Bộ Công an Tô Ân Sô ngày 14 tháng 6, đều không đưa ra nhận định khủng bố có tổ chức. Theo đó là cái cớ phủ nhận khẳng định của tướng Phạm Ngọc Việt. Tưởng hay, hóa ra chính Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mới tự làm bẽ mặt, tự phơi bày tư duy ấu trĩ đến rốt nát của mình. Quá trình điều tra bất kỳ một vụ án nào đều phải thực hiện đúng quy định pháp luật, trên nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan. Một vụ án lớn, phức tạp, việc điều tra có thể cần thời gian mới có thể có kết luận cuối cùng. Chính Quỳnh thừa nhận rằng, để xác định một tổ chức là khủng bố không hề đơn giản. Vậy nên, thông tin từ ông Tô Ân Sô ngày 14 tháng 6 cung cấp cho báo chí, hay thông tin từ ông Tô Lâm ngày 20 tháng 6 trước Quốc hội, ai cũng hiểu là đề cập kết quả điều tra tới thời điểm đó chưa thể xem là kết luận điều tra chính thức cuối cùng. Sau đó, với những diễn tiến mới của công tác điều tra như xét hỏi, thẩm vấn, lấy lời khai, đối tượng cũ, mới, đầu thú hoặc bị phát hiện bắt giữ thêm, phân tích hành vi, Công an Việt Nam mới đủ cơ sở để khẳng định vụ việc tại Đắk Lắk nêu trên là hoạt động khủng bố có tổ chức và yêu cầu ông Phạm Ngọc Việt khẳng định điều đó trên diễn đàn Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 6 tại New York. Nhớ là giờ Mỹ chậm hơn giờ Việt Nam hàng chục tiếng đồng hồ. Đồng thời nêu rằng, trong 65 nghi phạm bị bắt giữ, có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Thực tế trên không chỉ khẳng định tội ác dã man có tổ chức của những kẻ khủng bố, mà còn bác bỏ hoàn toàn thuyết âm mưu về cái gọi là Cục trưởng Cục An ninh Nội địa Phạm Ngọc Việt có qua mặt Tô Lâm để chớp thời cơ, chọn thời điểm tuyên bố kết quả về vụ Tây Nguyên để giành thắng lợi cho Đảng thêm phần mạnh mẽ, mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dựng lên một cách vụng về. Đặc biệt ngày 23 tháng 6, 3 ngày sau phát biểu của tướng Phạm Ngọc Việt, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 75 bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 1 bị can về tội che giấu tội phạm, 7 bị can tội không tố giác tội phạm, và 1 bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép. Các bị can trên bị khởi tố do liên quan đến vụ khủng bố tại huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk xảy ra hôm 11 tháng 6. Đến nay, báo chí trong nước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đều tuyên bố rõ hoạt động này là khủng bố có tổ chức. Còn chuyện có đối tượng là thành viên của một tổ chức có trụ sở ở Mỹ nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công là tổ chức nào, có trụ sở ở đâu tại Mỹ và cá nhân đó là ai, tên gì mà Quỳnh đang cay cú kêu gào thì hãy đợi đấy, bởi vụ án đã kết thúc đâu. Bản thân Cục An ninh Nội địa hoặc Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khi kết thúc quá trình điều tra cùng cáo trạng chuyển sang tòa án sẽ có bằng chứng kết tội đầy đủ làm căn cứ cho tòa truy tố xét xử. Hiện tại hãy rõ một điều, bằng hành vi phóng ra bài viết với những lập luận tùy tiện, xuyên tạc trên, mẹ nấm đích thị là kẻ đang cố tình bênh vực, bao che, bảo vệ những kẻ sát nhân, khủng bố, đã và đang bị cả thế giới lên án.